Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Việt Nam. Bản tin cho biết về ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin 22 tháng 8 tại Việt Nam. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hồi đầu năm ngoái đã quyết định chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm là ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin. Việt Nam cũng đã bỏ phiếu đồng thuận. Ghi nhận tại Việt Nam, ngày này trong năm nay được diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tái bùng phát, nên hầu hết các tổ chức tôn giáo độc lập bao gồm các hội thánh Kitô giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và Phật giáo đều cho biết họ tổ chức các hoạt động tưởng niệm trong điều kiện giãn cách xã hội, từng cá nhân riêng lẻ hoặc từng nhóm nhỏ theo đúng yêu cầu nghiêm ngặt của chính quyền. Linh mục Đặng Hữu Nam, từng quản nhiệm giáo xứ Mỹ Khánh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, việc tưởng niệm được diễn ra gần như là thường xuyên chứ không phải chỉ một ngày. Và năm nay, riêng đối với các tín hữu Kitô giáo, thời điểm này mọi người đang hướng đến những vấn đề vừa xảy ra trong vài ngày qua như ở Đăng viện Thiên An tại Huế và giáo xứ Thị Nghè ở Sài Gòn. Dự án hồ thủy lợi ngàn tỷ ở Đắk Lắk gây tai họa cho người dân. Chính quyền huyện Embrac, tỉnh Đắk Lắk vào hôm 23 tháng 8 cho biết đang thống kê thiệt hại của người dân do dự án hồ thủy lợi Prong Phát Thượng đang thi công gây ra nhiều hệ lụy. Điều đáng nói là dự án trên đã được Bộ Nông nghiệp Cộng sản Việt Nam cho tiến hành thi công vào hồi tháng 3 vừa qua. Do không tính toán kỹ, những ngày vừa qua, lượng mưa lớn khiến cho lượng nước bị chặn dòng chảy gây ra ngập úng một vùng rộng lớn. Người dân tại đây cho biết, lúa mà họ gieo trồng đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì giờ đây đã bị ngập úng. Người dân hiện đang phải lặn ngục trong nước để cắt lúa non nhằm vớt vát thiệt hại. Dự báo trong thời gian ngắn sắp tới, diện tích khu vực bị ngập sẽ lên đến 800 hectare với hơn 4.000 người sinh sống. Ngoài việc gây ra ngập nặng, dự án còn gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân hơn 10 năm qua. Được biết, hồ thủy lợi Krông Phách Thượng được Bộ Nông nghiệp phê duyệt vào năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 125 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2018, dự án này đã được điều chỉnh tăng hơn 189,7 triệu Mỹ Kim. Phát hiện gần 90 tài xế dùng ma túy chỉ trong vòng 3 tuần kiểm tra. Chỉ trong vòng 3 tuần lễ thực hiện việc kiểm tra vi phạm về ma túy và nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, cảnh sát đã phát hiện 9.355 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, cùng với đó là 83 trường hợp dương tính với ma túy. Đáng chú ý, trong số 83 trường hợp tài xế có sử dụng ma túy khi đang điều khiển xe trên đường, có 2 trường hợp liên quan đến xe khách, 11 trường hợp là xe tải, 3 trường hợp là xe container, còn lại là 56 xe mô tô. Tổng số tiền phạt lên đến 1,34 tỷ đồng. Cũng theo cảnh sát giao thông thì trong đợt kiểm tra lần này, ngoài các vi phạm giao thông, giới hữu trách còn nhắm đến các loại tội phạm hoạt động trên tuyến đường bộ, bao gồm vận chuyển ma túy, hàng lậu và gian lận thương mại. Công ty Powell trợ cấp 260 tỷ cho công nhân bị nghỉ việc. Mức trợ cấp bình quân của công ty Powell dành cho người lao động bị nghỉ việc vào khoảng 40 cho đến 60 triệu đồng một người. Trong đó, người nhận hỗ trợ cao nhất lên đến 320 triệu đồng. Ngày 23 tháng 8, đại diện công ty Powell Việt Nam tại quận Bình Tân, Sài Gòn xác nhận thông tin trên và cho biết có gần 2.800 công nhân nghỉ việc đã được hưởng trợ cấp từ đầu tháng. Tổng số tiền trợ cấp là khoảng 260 tỷ đồng. Trước đó, người lao động có khuyến nghị với hữu trách về việc không thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp này. Tuy nhiên, đề nghị không được thông qua. Được biết, Powell là một trong những doanh nghiệp có quy mô lao động lớn nhất ở Sài Gòn, với số lượng nhân sự thời điểm trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát được cho là hơn 62.000 người. Chuyển sang tin giải trí cho biết ca sĩ Mariah Carey sắp sửa phát hành album mới. Tất cả những bài hát từng làm nên tên tuổi của Mariah Carey hiện đang được gói trọn trong album vừa nêu. Tuyển tập album này sẽ được nữ ca sĩ phát hành vào ngày 2 tháng 10 sắp tới, dựa vào bài viết đăng trên mạng xã hội Twitter. Phần lớn 32 nhạc phẩm trong album này đều là bài hát cũ, nhưng có kèm thêm những bài hát mới mà Mariah Carey hợp tác cùng với Lauryn Hill. Ngoài ra, Mariah sẽ còn phát hành thêm một quyển hồi ký trong tháng 9, với nội dung xoay quanh thời thơ ấu lẫn sự nghiệp của cô. Thưa quý vị, nam diễn viên Ben Cross qua đời hưởng thọ 72 tuổi. Nam diễn viên gạo cội của làng điện ảnh thế giới Ben Cross trong tuần này đã nhắm mắt lìa đời
tại thủ đô Vienna của Áo Quốc sau một tuần lễ chống chọi với bạo bệnh. Thông tin này đã được con gái của ông xác nhận với báo giới nhưng không tiết lộ nguyên nhân tử vong. Trong lúc sinh thời, Ben Groff từng tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng, bao gồm phim Chariot the Fire, vốn đã mang về giải thưởng Oscar. Ông cũng góp mặt trong phiên bản mới của phim Dark Shadow và Star Trek với vai hiền, người hùng cho đến vai phản diện, vai trò nào cũng được ông hoàn thành một cách xuất sắc. Bộ phim cuối cùng của ông thuộc thể loại kinh dị mang tựa đề The Devil Bride. Ben Groff ra đi để lại vợ và hai con, hưởng thọ 72 tuổi. Bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.